Nhìn con ba. Con ba đây. Đó. Thứ gì nha. Ồ, cá cha. Cá cha các bạn ơi. Xin chào anh em nha, giờ mình mới móc lỗ xong các bạn. Ở xa xa tuốt ngoài giữa sông ấy có tao chắc chà đó, này cái cá ở nhiều. Đây mình câu xong tiếp nha anh em. Đây đồ của mình mới để mới soạn ra. Nhưng mà mình thấy bên ao sen bên đây này trời ơi, có con cá cóc nó lầu nó lầu 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 lầu. Cái câu đang không nó cạn quá. Chứ sao mà mày. Mà ở đây bữa không có tổ ong. Thấy nó lầu luôn. Mà thôi kệ đó, mình câu bên kia ha anh em. Câu ngoài sông đi, trong này có gì hồng tính sao ha. Anh chào các bạn nha. Mình thấy có tàu không? Nó xuống rồi các bạn, thấy cá nó ghẻ ghẻ nó nổ phao nó không biết sao nha anh em. Đây mình nâng cái lên nha. Cá ăn các bạn. Ồ, cá to. Cá to nha anh em. Cá to nha. Cá to nha các bạn. Nó còn quắn nè. Nghe thấy không? Nhìn con ba. Con ba đây. Đó. Thứ gì nha. Ồ, cá cha. Cá cha các bạn ơi. Lông nó vô rồi. Từ nha. Xuống đây đi uống lắm các bạn. Lên bờ nha anh em. Mới xuống lên hàng con cá cha nha. Oh man. Đó đã các bạn ơi. Rồi mình sẽ cầm em nó lên với phim thôi. Không chữa. Chào bá luôn. Cần cái gửi á. Nằm.
Đang ngắt rồi. Đây. Sẽ chết in với nó cái này anh em. Các bạn dính cần câu tay nha các bạn. Mới xuống ngoài luôn. Cần câu tay nha. Rồi xin chào anh em nha. Mới xuống. Tán nó liền dính cần tay luôn mới ghê chứ. Cần tay. Wow. Cá cha nha. Thôi đài ở đây luôn rồi. Trời, cá đô. Lên cá tiếp nha các bạn, con mày dính tiếp nha. Gọi là mày cá bưởi. Trang nha các bạn. Trời ơi, cái điều hồng. Dính luôn cái điều hồng nha các bạn. Rồi, lên cái nha các bạn. Mình phải dẫn tiếp theo nha. Mình chi tiết đang có một tổ ong ở đây. Và hổm nó chích mình đây các bạn. Hàng thế không bà? Đây này. Có ông đây. Nó chỗ cái lá nhào bạn, nó nhào vô vô đây. Đỡ hai thằng nhân lý nó lại mình đập tổ ong liền chứ. Coi coi nó chạy đường nào. Có không? Có gương nào không? Có gương nào không? Liện lên cho gương coi. Có cá lậu với văn lứ ba màng. Đập đập coi cho nó chạy vô. Hồi sớm thấy con cá cóc nó nổ đây nè, nổ là cá cóc á. Nó giống như nó vô trong này rồi nó bị khờ nước hay sao. Cái này nghe nè. Nhấp thôi mày dính. Nhấp thôi bát đi. Ít rồi, điều hồng. Cái hường, cái điều hồng đi, thôi kệ đi. Không biết chắc nó nữa, thường cái điều hồng đi nguyên bậy không á, 4-5 con á. Một cái nữa đi qua nắng rồi em ơi, một cái nữa đi đó không. Tao nói mà mày đi nguyên bậy vô đây hả con. Lên cá nha anh em. Cá đang ăn nha anh em. Im gu. Im gu.
Còn tim lên là còn cá nha anh em ơi. Tốt rồi. Thôi nào gieo cái gì á. Ôi tím mò tím lên nè anh em ơi. Còn điêu hồng nữa quá. Phao lên luôn rồi. Cái ghế đây. Quá nắng rồi đứng dưới cầm rồi. Mày quay không nổi. Quay quốc như giữa sông nắng. Vô dây tao quần. Tôi nó mặc hai ba cái áo vô thì nực chịu không nổi. Cái gì đó rồi rồi lâu lâu rồi có gạn lâu đây nếu ru rồi. Phao luôn rồi. Để xuống ghế, để xuống ghế. Tìm lên nè. Tìm lên kìa. Ủa, anh có cây cầu tôi cầu cục hả? Càng các bạn. Càng đó. Nổ phao trời ơi tính giật thấy nè. Nổ phao các mày. Càng các bạn. Điều hồng nữa biết ngày nguyên bài còn đây sẽ gỡ nghe nè. Cái hàng này nha các bạn, trời ơi im không dính cảnh ư ngày dính tiếp tục nghe anh em còn gỡ nha. Cá nha các bạn. Rồi.
sang nha nè. Bây giờ các bạn ơi, chưa quá. Gì đồng nghiệp hoài không dính được, tức quá tức quá. Tìm lên nè. Chạy tức. Cạn quá. Ủa, mới xuống được em nhiều quá vui rồi. Thấy có vào không? Khá tiếp này các bạn. Thank you.
tán cây trà sướng.